Rồi, xin chào các bạn. Trong video này thì Trường sẽ chia sẻ với các bạn về cái giao diện mới của kênh YouTube. Thời gian vừa qua rất là nhiều bạn không nào biết được nó thay đổi như thế nào. Và khi các bạn vào thì nó là vào một cái giao diện nó hoàn toàn khác. Các bạn không thể nào mò ra là nó như thế nào cả, đúng không ạ? Thì đây là cái giao diện mà quen thuộc của chúng ta. Giao diện này gần như nó đã thay đổi. Bây giờ thì nó giao diện như thế này là các bạn, dashboard như thế này. Khi các bạn vào thì nó rất là khó chịu vì chúng ta không quen. Ok, thì bây giờ Trường sẽ giúp các bạn tìm hiểu các giao diện này ha. Giao diện quen thuộc của chúng ta thì gần như là sẽ không còn nữa. Đây, khi các bạn vào giao diện như thế này á, thì các bạn muốn trở về giao diện quen thuộc á, thì các bạn click ở phần Create Stylus này các bạn này. Đấy, các bạn click vào Keep một cái là nó sẽ quay trở lại với giao diện cũ của chúng ta. Nhưng giao diện cũ này thì Trường nghĩ sẽ được một thời gian nữa thôi. Nó không còn lâu nữa đâu các bạn. À, đây là giao diện cũ của chúng ta rất quen thuộc đúng không ạ? Ok. Rồi, nhưng mà giao diện cũ này nó sẽ bị thay đổi hẳn. Bởi vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu giao diện mới của nó. Giao diện mới của nó là cái phần đây, nó là Stride Studio Beta đây các bạn. Nó đã nhận beta nhưng khi nó vào mặc định thì nó sẽ giống như giao diện mà chúng ta mới thấy hồi nãy. Đây là giao diện mà nó sẽ đi vào mặc định. Rồi, ở trong đây thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nha. Đây là cái phần phần dashboard của chúng ta. Nhìn nó sẽ không có cái gì nhiều đúng không ạ? Nó chỉ có cái phần là Channel Analytics. Đó là phân tích kênh này. Bao nhiêu sub trong 24 ngày qua được bao nhiêu ạ? Thời gian xem bao nhiêu, view bao nhiêu đúng không ạ? Và được bao nhiêu tiền đúng không ạ? Rồi top những cái video mà đang hot ở đâu? Đây. Đấy. Rồi. Ngoài ra thì nó còn có vài thông tin về new về đây, linh tinh mấy cái này thì không quan tâm đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có được ranking là cái gì đây, ranking view từ 1 tới 10 thì đứng thứ 8 là cái gì, view bao nhiêu, tăng giảm sao đúng không ạ? Cái phần tổng quan này á, thì nó không có gì nhiều cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần video này các bạn ha. Trong phần video này sẽ có gì ạ? Đây là tất cả những cái thông tin video mà chúng ta up lên. Đây. Thì các bạn sẽ thấy được là nó có những cái gì ạ? Các bạn muốn xem cái một cái video các bạn click vào đây này. Đấy, thì nó sẽ nhảy ra cái video mà chúng ta cần cho xem đúng không ạ? Rồi. Chúng ta đi. Rồi bây giờ các bạn muốn bật kiếm tiền tắt hay là không tắt thì lấy cho đây. Đúng không ạ? Rồi ngày tháng số view comment và like như thế nào, và các bạn muốn chỉnh sửa cái video click vào đây thì nó sẽ nhảy qua đây. Đây là cái phần chỉnh sửa của video, nó bao gồm phần cho chúng ta thấy này, các bạn chọn là public hay là ringtone hay là ẩn danh ha. Rồi phần thẻ, màn hình kết thúc là, rồi phần mô tả, tiêu đề mô tả đúng không ạ, tác thumbnail đó. Rồi đây là phần chỉnh sửa của cái video, ok không ạ? Trong phần nâng cao này thì nó có thêm một cái tính năng, đó là cho chúng ta là chọn cái vị trí mà chúng ta muốn điều hướng video. Đối với những bạn mà làm kênh tiếng Anh đó, hoặc là các bạn muốn điều hướng cái video này tới cái nước nào, ví dụ như đường điều hướng tới Hoa Kỳ, ok không ạ? Đấy. Rồi chị sẽ chọn cái ngày cho nó là ngày nào, ví dụ như ngày hôm nay luôn. Rồi chuyển sale lại à. Rồi đây là nó phân phối ở đâu, phân phối ở bất cứ nơi đâu đúng không ạ? Đây là cái license chuyển để CC luôn à, bản quyền tác giả hoặc là CC. Rồi category này lắp ha. Rồi ngôn ngữ Việt Nam đó. Rồi, cho phép tất cả comment hay gì đó, ở đây nó có rất nhiều cái cài đặt đó, các bạn có thể tham khảo. Các bạn không biết thì dịch tiếng Việt. Rồi
nó có rất nhiều phần, các bạn không biết gì cả tiếng Việt bạn sẽ biết nó là gì ha. Mấy cái phần ghi chú như đây này. Rồi tiếp theo là phần Atlantic. Atlantic này thì nó sẽ thống kê cho chúng ta, ở đây chúng ta thống kê một video ha, các bạn có thể thống kê từng video nha. Đấy thì ở Atlantic này nếu các bạn chọn video á thì nó sẽ thống kê từng video, còn không á thì nó sẽ thống kê toàn bộ kênh. Đây chúng ta sẽ thấy được là cái thời gian xem này trong 28 ngày ha, view bao nhiêu sub tăng đó, rồi bao nhiêu tiền các bạn kiếm được à. Rồi cái top video đang hot đúng không, rồi cái Atlantic tức là cái độ real time trong 24 giờ à, rồi 60 phút là bao nhiêu, 24 giờ là bao nhiêu, rồi cái bài nào đang hot đúng không ạ. Đây đấy, trong 48 giờ cái bài nào đang hot, ok không? Các bạn có thể click see more là để tìm thêm nhiều video khác. Rồi các bạn có thể chọn là 7 ngày qua đó. Rồi bao nhiêu ngày các bạn muốn phân tích xem cụ thể ở đây, bạn hiểu không ạ? Rồi tiếp theo là phần comment. Comment thì nó sẽ thống kê chúng ta biết là ai đã ăn comment đó. Rồi comment spam là bao nhiêu đó, nằm đây đó. Đây là những cái spam này, các bạn có thể xem vào á. À, các bạn thấy ok thì các bạn check cho nó vào à, còn các bạn mà không thấy ok thì các bạn loại đi, ok không ạ? Đó rồi à, tiếp theo á là phần transit. Đây các bạn tìm hiểu từng phần luôn đúng không? Cái phần này thì giống như là cái phần gì cái gì ở trường chưa hiểu lắm. Rồi các bạn bỏ qua ở phần copyright này, nếu có bản quyền nào thì báo đây. Rồi phần kiếm tiền, đấy các bạn có chỉnh sửa kiếm tiền. Rồi đây này, rồi đặc biệt là đây all the future thì có live list này là danh sách phát của chúng ta, cái sự kiện đúng không ạ, live stream này đó. Rồi challenge cái gì đây, audio này đó, các bạn tìm audio hay là các bạn có thể là thêm channel. Đấy, các bạn click vào cái khác thì nó sẽ ra cái giao diện này. Chúng ta có thể là trở về giao diện quen thuộc đúng không ạ? Cái thằng này. Đây, ha. Rồi, ở đây cái phần setting. Chúng ta sẽ quan tâm phần setting này. Setting này. Các phần ở đây các bạn có thể là để ở chế độ là chính nó luôn, còn là dạng beta thì các bạn click vào beta ha, thường thì các bạn để beta đi. Rồi channel thì có gì ạ, có basic nó các bạn là tag là cái gì, country là nước nào đúng không ạ, event này thì các bạn xem là nó đang liên kết với cái nào, web một cái link gì là link Google Ads đấy các bạn, thì không cần cái này. Ở phần default này các bạn tức là mặc định video tải lên đấy, thì các bạn sẽ để phần mô tả là ít cái gì, public đúng không ạ. Ở đây là cái phần tag à, các bạn thêm tag gì, mặc định nâng cao đây, nâng cao gồm có category là gì, cái gì đây không ạ, này chúng ta xem rồi. Rồi community cộng đồng, order setting khác là những cái khác này, cài đặt nâng cao này hay là cài đặt thương hiệu này. Đó. Nó sẽ chạy ra được những cái quen thuộc của chúng ta. Đây các bạn không ạ? Đây, cài đặt nâng cao quen thuộc không ạ? Ok ha. Đây. Cái phần nước. Đây. Rồi. Chỉ như vậy thôi. À, chúng ta đã làm quen với cái giao diện mới đúng không ạ? Thì làm sao để nó trở về giao diện cũ thì các bạn click vào đây. Khi các bạn click vào đây á, bạn click vào Keeps thì nó sẽ trở lại giao diện cũ. Khi mà ở phần cài đặt này này à, các bạn phải để dạng beta, bạn để dạng luôn thì gần như là biết nó có về hay không, thường thì nó sẽ không về. Ok dạ ha, giao diện mới của nó chỉ vậy thôi. Các bạn muốn trở về cái giao diện mới này đơn giản thôi, ở cái phần ở phần kênh của chúng ta nó có cái phần là đây, các bạn click vào video đi, channel này
thì nó gần như là nó sẽ mặc định nó chạy về luôn các bạn thấy không ạ, nó chạy về luôn này đấy, thấy không, nó chạy về giao diện mới luôn chứ nó không trở về cái giao diện mà quen thuộc kia của chúng ta. Rồi ok ha, nếu các bạn không hỏi gì, nếu các bạn muốn thắc mắc gì thì có thể comment ở dưới video này và hỏi trường, trường sẽ hỗ trợ các bạn. Rồi, ok, xin chào.